Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Hôm nay thì mình đang có ở đây một dòng sản phẩm hoàn toàn mới đến từ nhà Electrovoy, đó là dòng ZLX 12P G2. Dòng này là dòng mới ra mắt phiên bản thế hệ thứ 2 của mã ZLX. Trước đây thì mọi người đã quá quen thuộc với dòng ZLX 8 nè, 12, 15 nè, tuy và 12, 15P nữa, có dòng Power nữa. Thì đợt này họ bên Electrovoy đã ra cái dòng sản phẩm đời thứ hai, dòng G2 dành cho cái dòng sản phẩm này. Tương tự như bên JBL thôi, là dòng KP2010G2, 2012G2 á, thì G2 tức là generation, cái thế hệ thứ hai của một cái dòng loa. Thì với thì cái thế hệ thứ hai này nó có những điểm gì đặc biệt, những điểm gì mà nổi trội thì mình với mọi người cùng nhau tìm hiểu nhá. Bắt đầu thôi. Ok, loa đây, thùng đây. Mình cũng mới tháo thùng ra thôi ha mọi người. Thùng cũng không có gì đặc biệt đâu, thì mình cũng chả có cần quay. Đây trước mặt mọi người, dòng ZLX 12P. Được cái mấy bên Electrovoy, bên hãng này thì họ đặt mã mình rất là dễ hiểu ha. ZLX là mã loa 12, tức là 12 inch, tức là cái kích thước của loa. Đây là 12 inch, tức là 30cm. P tức là dòng có power, tức là dòng acti. Và cuối cùng là G2, tức là đời generation thứ hai á, như mình đã có chia sẻ phía trước. Rồi về hoàn thiện thì lưới này kia cũng là vẫn là Electrovoy thôi mọi người. Những cái ốc này họ làm rất là liền lạc và nó không bị nhắm tay khi nó không bị lồi lên á. Mình rất thích cái kiểu này. Thứ hai nữa là cái mặt sơn họ sơn rất là gọi là nó mượt tay á mọi người, nó chất lượng sơn rất là tốt nha. Rồi thùng loa thì chắc chắn rồi, những dòng acti của Electrovoy, dòng led này nó vẫn là bằng nhựa thôi nha mọi người, nó vẫn là bằng nhựa đó, mọi người có thể nghe tiếng bọng đó. Thùng nhựa thì nó bọng thôi, không có gì, cái đó chắc chắn, điều chắc chắn mọi người. Rồi đằng sau nó đây là một mạch power. Nếu mọi người đã quen thuộc với cái dòng bên mình có review dòng Evos 12 rồi thì dòng ZLX 12 này mọi người có thể thấy là cái bo mạch của ZLX 12 này nó to hơn cái mạch của Evos 8 rất, Evos 12 rất nhiều luôn. Coi như mạch kia nó có đến đây này, mình nhớ không nhầm thì mạch kia nó đến đây. Tuy nhiên mạch power của con này nó thật ra nó sâu, khá là sâu tới đây luôn. Thì lý do giải thích tại sao nó sâu như thế này thì theo thông số kỹ thuật của con ZLX 12 này á, thì công suất con này lên tới 1000W nha mọi người. Nó xài một cái ampli lên tới 1000W cho độ lớn tối đa lên đến 127 dB. Thì nó trên hơn 1 dB so với dòng Evos 8 đó. Còn về cái bo tích hợp trên này cái bo tích hợp trên này thì mọi người có thể thấy là giao diện nó, anh Vũ đã review dòng 8 rồi thì con này cũng tương tự dòng 8 thôi, không khác gì cả. Nó giao diện nó sẽ hơi khác cái dòng Evos 8 một tí. Tuy nhiên về tất cả các tính năng trên sản phẩm thì mình thấy nó không khác gì hết. Nó không có gì khác luôn, tất cả các bộ effect của nó đều như nhau, tầm 30 cái bộ effect đó. Rồi cũng có chia left right cái này. Cái chia left right này hồi xưa mình có chia sẻ rồi, mình chia sẻ lại nha. Cái chia left right là để mọi người, chẳng hạn như mọi người chơi một bộ dàn karaoke đi ha, mọi người để hai con loa hai bên. Đó thì mọi người gắn cho con bên trái nó là left, gắn con bên phải là right là xong. Tức là lúc đó mọi người đã có một bộ dàn stereo, không cần đến mixer vang số là mọi người đã xài được rồi. Rồi cái này cũng đơn giản thôi. Rồi những cái dưới này thì không khác gì con Evos, mọi người có thể lưu cấu hình nó lại, rồi mọi người recall nó ra, rồi Bluetooth, thậm chí có cả Bluetooth này kia đầy đủ hết nha mọi người, không có thiếu gì cả. Được cái như này nữa là âm lượng nó sẽ cho mọi người, nó cho cao 4.1, 2.3, 4 in. Thì khi mọi người mở nhạc lên nó đã hiển thị cho mọi người được là không, mọi người không phải ấn vô, không người xong khi xài mọi người biết là mọi người đang để mức âm lượng bao nhiêu của từng cái rồi. Đó, đây là cái cây tổng nè, cây bên đây này, đó mọi người thấy không, mọi người để ý không, dựa đây này ha. Tức là mọi người rõ ràng, mọi người bảng mặt này khi mà nó mở giao diện ra thì mọi người có thể thấy được rõ ràng là kênh 1, kênh 2, kênh Bluetooth và kênh này nó đang để ở mức độ âm lượng bao nhiêu để mọi người tùy chỉnh, để mọi người có thể cảm nhận được là Bluetooth mình đang nhạc Bluetooth, nhạc âm thanh này mình đang để to quá thì mình giảm lại đi cho âm thanh mic nó lớn lên, để cái đấy để mình tùy cần căn chỉnh cho nó dễ hơn ha. Còn con Evos 8 thì nó không có hiển thị ra cái này là mình không có nhìn ra được. Còn về cổng kết nối thì nó cũng y chang cái kia thôi, nó chỉ có một cái cổng hai cái cổng input đây, input 1, input 2. Thì đương nhiên là nó cái này, những cái con như thế này thì nó xài vừa 6 ly vừa Canon rồi. Đây là một cổng tích hợp vừa 6 ly vừa Canon nha mọi người. Rồi một cái đường mix out và một cái cổng 2Z. 2Z này mọi người thường hay hỏi mình cái 2Z này là cái gì.
2Z này chẳng qua nó là Z, nó là trở kháng 2, tức là cái trở kháng cao thôi. Cái trở kháng cao thường để cắm cho là nào là những cái loại nhạc cụ như là guitar nè, đó, rồi organ nè, những cái dòng nào mà xài trở kháng cao á thì mọi người cắm vào đây, thường là guitar. Mình thấy là guitar là hay đưa vô đây lắm. Đó, đưa guitar vô đây là xong. Rồi nhìn xuống phía dưới một xíu, đây mọi người cũng thể thấy đây mã chính xác của nó này, ZLED 12PG2EU này. Nó đương nhiên bởi vì con này con xách tay về nha, nên là nó có mã EU. Không biết là cái đợt lô hàng tháng 5 này nó về thì nó còn mã EU này không thì mình không có rõ. Thì chờ khi nào có hàng về rồi mình sẽ chia sẻ cho mọi người thêm ha. Rồi đây importer, đây Jakarta Indonesia, cũng không hiểu lắm. Rồi nó rất là nhiều thứ tiếng. Rồi đơn giản vậy thôi, không có gì cả. Về chất âm con này thì nếu theo cá nhân mình đánh giá thì con này tí xíu nữa mình sẽ mở nhạc cho mọi người nghe, nhưng mà để mình chia sẻ trước chút xíu, bởi vì là thật ra mọi người nghe qua điện thoại mọi người sẽ không cảm nhận chính xác nó đâu. Mọi người lên showroom Thiên Vũ, hiện tại sản phẩm đang có sẵn tại showroom thì mọi người lên nghe là chính xác nhất. Tuy nhiên mình có thể chia sẻ sơ qua về cho những khách hàng nào mà không có điều kiện ở xa, ở nước ngoài, không có điều kiện ghé tới showroom Thiên Vũ nghe thử cái sản phẩm này. Thì với con này thì thứ nhất mình cảm giác như là cái tiếng bass của nó khá là khỏe so với một dòng full 3 tấc thục nhựa. Tiếng bass nó khá là khỏe và chắc. Mình cảm giác tiếng bass của nó giống những tiếng bass từ loa thùng gỗ, chứ không giống loa cái tiếng bass từ loa thùng nhựa. Mình không rõ là Electro Voice đã nâng cấp cái gì cho con này. Tuy nhiên là tiếng bass hiện đợt này khá là tốt so với cái dòng ZLX12 đợt trước, 12P đợt trước mình làm, mình lắp cho hội trường, tiếng nó khá là bị bọng, nếu không xúc bị bọng ghê lắm. Nhưng đợt này con G2 này thì cái tiếng bass của nó khá là sâu và chắc. Xíu nữa mình sẽ test cho mọi người một số bài nhạc, test một số cái bài mà có tiếng kick mạnh á, để mọi người nghe, mọi người trải nghiệm, mọi người có thể đeo tai nghe và mọi người trải nghiệm cho nó chính xác hơn ha. Rồi và cuối cùng mình sẽ demo hát thử với trên con này, trên cái bộ micro echo bên mình là dòng 6XE1, thì để mọi người có thể cảm nhận chính xác hơn về cái dòng sản phẩm này như thế nào, để mọi người có thể so sánh nó một chút với phòng Evers 8 đương nhiên. Và clip so sánh giữa ZLED này với dòng Evers 8 thì bên mình sẽ đăng trong các dịp tiếp theo. Còn hiện tại bên mình cái clip này thì mình sẽ chia sẻ về cái dòng này thôi. Ok. Tình yêu xưa dường như vết dao, còn trong tim nỗi cay đắng đêm ngày. Lời yêu xưa đã vội xóa lãng quên theo thời gian, vì yêu em nên tình tôi nát tan. Người đã xa đi quên một lời thề, người đã xa đi không ngày trở về, đã mang đi xa giấc mơ còn đâu đây bóng em. Vừa rồi thì mọi người vừa mới nghe thử và cũng như là nghe bạn Sang hát thử test trên cái dòng ZLX12SP này. Thì nếu mọi người có đánh giá gì về sản phẩm này thì mọi người có thể comment cho mình biết, để mình có thể đóng góp ý kiến thêm và lắng nghe ý kiến mọi người, cũng như là tư vấn thêm cho mọi người về cái dòng sản phẩm Electro Voice mới nhất hiện nay. Còn về giá sản phẩm thì đâu đó loanh quanh dòng này nó sẽ rơi độ khoảng hơn 20 triệu một xíu cho mọi người, một chút xíu, hơn 20 triệu xíu. Đương nhiên nó đang chưa có giá chính xác tại Việt Nam nên mình chưa có dám nói, nhưng mà mình có ước chừng được cái giá lẻ của nó sẽ rơi độ khoảng trên 20 triệu cho một cái. Và dòng này không có pin nha mọi người, dòng này không có pin, sẽ dành cho sân khấu sự kiện. Anh em nào mà chơi sân khấu sự kiện hoặc karaoke gia đình xài dòng này rất là tốt. Ok, mình là Khánh, xin hẹn gặp lại ở chương trình tiếp theo. Bye bye.